Cách để xử lý khi bị chảy nước mũi. Nước mũi, dịch mũi là một loại dịch nhầy có màu trong suốt, có tác dụng như một tấm lọc, giúp ngăn cản những hạt không mong muốn trong không khí đi vào cơ thể qua đường mũi. Nước mũi là một cơ chế tự vệ tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, đôi khi cơ thể sẽ lại tiết ra quá nhiều dịch mũi, khiến cho việc đối phó với chảy nước mũi trở nên phiền phức và dường như không có hồi kết. Tốt nhất là nên giải quyết vấn đề này là xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy nước mũi và tập trung xử lý nguyên nhân đó. Các nguyên nhân gây ra chảy nước mũi thường gặp là do dị ứng, viêm mũi không do dị ứng, viêm nhiễm và những bất thường trong cấu trúc của mũi. Tham khảo ý kiến của bác sĩ. 1. Hãy tìm đến bác sĩ nếu như bạn có dấu hiệu bị viêm nhiễm. Nếu như bạn đang gặp những rắc rối với nước mũi và nghẹt mũi, rất có thể là do những vi khuẩn đã phát triển và làm tắc xoang mũi dẫn đến viêm xoang. Dấu hiệu của viêm xoang bao gồm xoang áp, nghẹt mũi, đau hoặc đau đầu kéo dài quá 7 ngày. Nếu như bị sốt, bạn có thể đã bị viêm xoang. 2. Theo dõi sự thay đổi của nước mũi. Nếu như nước mũi chuyển sang màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt hoặc có mùi, điều đó có nghĩa là vi khuẩn đã phát triển trong xoang mũi dẫn đến viêm xoang. Khi xoang mũi bị tắc do nghẹt mũi, nước mũi và những vi khuẩn sẽ bị giữ lại trong đó. Nếu như không xử lý kịp thời, xoang mũi và nghẹt mũi, vi khuẩn sẽ gây ra viêm xoang. Cũng có thể là bạn đã bị viêm xoang do virus nếu như hiện tượng nghẹt mũi và xoang áp xảy ra do bị cảm lạnh hoặc bị cúm. Các loại thuốc kháng sinh đều không có tác dụng nếu như bị viêm nhiễm do virus. Khi bị cảm lạnh hoặc cúm do virus, hãy bổ sung kẽm, vitamin C hoặc pseudoephrine. BSE là một hoạt chất được tìm thấy trong nhiều loại thuốc chữa cảm cúm. 3. Uống kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Nếu như bác sĩ khám và rút ra kết luận rằng bạn bị viêm xoang do vi khuẩn, bác sĩ có thể sẽ kê thuốc kháng sinh cho bạn. Hãy nhớ uống thuốc theo đúng liều lượng và thời gian được kê. Thậm chí nếu như bạn cảm thấy thoải mái hơn, rất nhanh chỉ sau từ 1 đến 2 lần uống, hãy uống đủ liều như chỉ định của bác sĩ. Việc không uống kháng sinh đủ liều có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Ngoài ra, uống thuốc đủ liều cũng có lợi cho bạn vì rất có thể vi khuẩn vẫn còn trong xoang mũi. Hãy cẩn thận vì có một số bác sĩ sẵn sàng kê thuốc kháng sinh cho bạn trước khi có kết quả xét nghiệm chính xác về nguyên nhân tình trạng viêm nhiễm. Bạn nên hỏi bác sĩ về những quy trình cần thực hiện để đảm bảo việc kê thuốc kháng sinh là phù hợp. Nếu các dấu hiệu của bệnh không giảm ngay cả khi bạn đã uống đủ liều được kê, hãy thông báo cho bác sĩ để bạn có thể tìm được một liều kháng sinh khác. Thảo luận với bác sĩ về những xét nghiệm dị ứng hoặc những biện pháp phòng ngừa khác nếu như bạn thường xuyên bị chảy nước mũi. 4. Tìm kiếm sự trợ giúp về mặt y tế nếu như tình trạng chảy nước mũi kéo dài. Trong một số trường hợp, bạn có thể bị chảy nước mũi kéo dài mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp trị liệu. Nếu như bạn tiếp tục bị viêm mũi hoặc chảy nước mũi kéo dài, hãy trao đổi với bác sĩ. Bạn có thể sẽ cần thực hiện một loạt những xét nghiệm để xác định liệu bạn có bị dị ứng với một thứ gì đó tại nhà hoặc nơi làm việc hay không. Hơn nữa, bạn có thể bị polyp mũi, khối u hoặc những thay đổi khác về mặt cấu trúc ở khoang mũi khiến cho tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. 5. Hỏi ý kiến của bác sĩ về những bất thường của cấu trúc mũi. Bất thường phổ biến nhất gây chảy nước mũi chính là polyp mũi. Polyp mũi phát triển theo thời gian và polyp nhỏ thường khó phát hiện và không gây ra những vấn đề gì. Polyp lớn hơn có thể làm tắc nghẽn đường đi của không khí qua xoang mũi, gây kích ứng, khiến nước mũi tiết ra nhiều hơn. Các bất thường khác có thể là biến dạng vách ngăn hoặc sùi vòm họng. Tuy nhiên, những bất thường này thường không gây ra tiết nhiều nước mũi. Tổn thương ở mũi hoặc khu vực xung quanh cũng có thể gây ra những bất thường về cấu trúc và đôi khi triệu chứng liên quan đến tiết nhiều nước mũi. Thông báo cho bác sĩ của bạn nếu như gần đây bạn bị tổn thương ở vùng mặt hoặc vùng mũi. Thay đổi lối sống. 1. Dùng bình rửa mũi. Bình rửa mũi là một dụng cụ có hình dáng giống như một ấm trà nhỏ. Nếu sử dụng đúng cách, bình rửa mũi có thể giúp đẩy nước mũi và những chất gây kích ứng ra khỏi mũi và bổ sung độ ẩm cho xoang mũi. Bình rửa mũi sẽ phát huy tác dụng khi bạn để nước trong bình, nước muối hoặc nước cất chảy vào một bên mũi và chảy ra ở mũi bên kia, giúp loại bỏ những chất kích ứng và vi trùng. Cho khoảng 100ml nước muối vào bình, sau đó hãy nghiêng đầu vào chậu rửa mặt và đặt vòi của bình rửa vào lỗ mũi phía trên. Rót nước trong bình vào lỗ mũi và để nước chảy ra ở lỗ mũi còn lại. Lặp lại quy trình này với lỗ mũi bên kia. Đây là một quá trình rửa mũi vì bạn dùng chất lỏng để làm sạch mũi, loại bỏ nước mũi và những chất gây kích ứng khiến cho cơ thể tiết nước mũi nhiều hơn. Bạn có thể dùng bình rửa mũi 1 đến 2 lần mỗi ngày. Bình rửa mũi cũng có tác dụng tăng độ ẩm, khiến cho xoang mũi cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn có thể mua bình tại những hiệu thuốc với chi phí thấp mà không cần đơn của bác sĩ. Hãy nhớ rửa sạch bình sau mỗi lần sử dụng. 2. Tự làm dung dịch mũi. Nếu như bạn muốn tự làm dung dịch rửa mũi, hãy dùng nước cất hoặc nước tuyệt trùng.
Bạn cũng có thể dùng nước đun sôi để nguội, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng nước lấy trực tiếp từ vòi vì nước này có thể chứa những chất bẩn và gây kích ứng. Dùng khoảng 200ml nước, 1/4 thì cà phê muối ăn dạng hạt và 1/4 thì cà phê muối nở. Lưu ý, không dùng muối tinh thông thường. Khuấy đều cho tan muối và đổ dung dịch vào bình rửa. Bạn có thể bảo quản dung dịch nước muối đã pha trong vòng 5 ngày trong chai, lọ, đậy kín và để trong tủ lạnh. Trước khi dùng, hãy lấy dung dịch ra khỏi tủ lạnh và chờ cho đến khi dung dịch đạt được nhiệt độ phòng. 3. Chườm nóng cho vùng mặt. Chườm nóng có thể giúp giảm đau do xoan áp gây ra, làm giảm nước mũi và giúp cho nước mũi chảy ra khỏi xoan mũi dễ dàng hơn. Làm ướt một chiếc khăn nhỏ hoặc một miếng vải bằng nước nóng, sau đó hãy đặt khăn lên mặt ở chỗ mà bạn cảm thấy có nhiều áp lực nhất. Nhìn chung, bạn có thể đặt khăn lên vùng mắt, lông mày, mũi và gò má, nửa trên của khuôn mặt. Sau mỗi vài phút, hãy làm nóng lại khăn và tiếp tục đắp lên mặt để giảm đau và áp lực. 4. Gối đầu cao khi ngủ. Việc này giúp cho khoang mũi được thông thoáng trong đêm và ngăn nước mũi tích tụ trong mũi. Nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh và phòng chống viêm xoang do cơ thể tiết quá nhiều nước mũi trong xoang mũi. 5. Tăng cường độ ẩm trong không gian sống. Không khí khô có thể là một chất gây kích ứng, gây ra nhiều những vấn đề cho xoang mũi như chảy nước mũi và nghẹt mũi. Máy tạo độ ẩm có hai loại chính, tạo sương lạnh và tạo hơi ấm. Mỗi loại sẽ có nhiều biến thể khác nhau. Nếu như bạn bị khô mũi dẫn đến khó chịu, kích ứng và chảy nước mũi, hãy xem xét sử dụng máy tạo ẩm tại nhà. Các loại cây trồng trong nhà cũng có tác dụng tăng cường độ ẩm trong không khí. Bạn có thể sử dụng cây trồng trong nhà như một giải pháp để thay thế hoặc bổ sung cho máy tạo ẩm. Cách đơn giản khác để tăng độ ẩm tạm thời bao gồm hơi nước bốc lên từ nước đun sôi trên bếp. Mở cửa phòng tắm, xả nước nóng hoặc phơi quần áo trong nhà. 6. Sử dụng hơi nước. Hơi nước làm loãng dịch nhầy ở ngực, mũi và họng, giúp cho bạn đẩy dịch nhầy ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn. Đun sôi một ấm nước, sau đó đưa mặt vào gần miệng ấm và hít thở với hơi nước bốc lên trong vài phút. Dùng một chiếc khăn đủ lớn để chùm lên đầu, giúp hơi nước tập trung lại để bạn hít thở được nhiều hơn. Ngoài ra, bạn có thể tắm nước nóng để làm loãng nước mũi. 7. Tránh các chất kích ứng. Việc tiếp xúc với những chất phơi nhiễm như khói, thay đổi nhiệt độ đột ngột, mùi hóa chất mạnh có thể sẽ khiến cho xoang mũi tiết nhiều nước mũi hơn. Đôi khi, nước mũi sẽ chảy ngược vào họng, được biết đến là hội chứng chảy mũi sâu. Các chất kích ứng có thể khiến cho phổi tiết ra dịch nhầy gọi là đờm. Bạn có thể sẽ muốn ho để tống đờm ra khỏi cơ thể. Bỏ hút thuốc nếu như bạn đang hút thuốc. Cố gắng tránh tiếp xúc với khói thuốc, kể cả trực tiếp và gián tiếp. Nếu bạn biết chắc chắn đó chính là một trong những nguyên nhân gây chảy nước mũi, hãy tránh đốt rác trong vườn hoặc đứng ngược chiều gió khi đốt lửa trại. Các chất gây ô nhiễm khác mà chúng ta hít phải cũng có thể gây ra rắc rối cho xoang mũi. Hãy cẩn thận với bụi, lông của vật nuôi, các loại men, nấm mốc tại nhà và nơi làm việc. Thay các loại lưới lọc không khí trong điều hòa chẳng hạn, thường xuyên để giảm thiểu những chất gây kích ứng trong nhà. Khí thải hóa chất sử dụng trong công việc và ngay cả sương khói cũng có thể kích thích quá trình tiết dịch mũi giống như chất gây dị ứng. Hiện tượng này được gọi là viêm mũi không do dị ứng. 8. Hãy bảo vệ xoang mũi khỏi những thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu như công việc đòi hỏi bạn phải làm việc trong môi trường nhiệt độ lạnh, dịch mũi sẽ được tích tụ nhiều hơn trong xoang mũi và chảy ra ngoài khi bạn đến một môi trường ấm hơn. Thực hiện những biện pháp giữ ấm cho vùng mặt và mũi nếu như bạn phải ra ngoài khi trời lạnh. Đội mũ ôm đầu để giữ ấm cho phần đầu và xem xét sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ loại trùm đầu giống như mặt nạ trượt tuyết để giữ ấm cho phần mặt. 9. Xì mũi đúng cách và thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có một số chuyên gia cho rằng việc xì mũi đôi khi có hại hơn là có lợi. Xì mũi nhẹ nhàng từng bên một. Xì mũi quá mạnh có thể tạo thành những lỗ nhỏ ở xoang mũi. Nếu như trong mũi đã có sẵn vi khuẩn hoặc chất kích ứng không mong muốn, việc hỉ mũi có thể sẽ khiến cho vi khuẩn hoặc những chất này càng đi sâu hơn vào trong xoang mũi. Luôn dùng dụng cụ sạch, khăn hoặc khăn giấy để xì mũi và phải rửa tay thật sạch sau khi đó để tránh phát tán vi khuẩn hoặc vi trùng gây bệnh. Sử dụng sản phẩm không cần kê đơn. 1. Uống thuốc kháng sinh histamine. Thuốc kháng sinh histamine là một loại thuốc không kê đơn của bác sĩ và có tác dụng tốt đối với những vấn đề về xoang mũi liên quan đến chất gây dị ứng hoặc viêm mũi dị ứng. Thuốc kháng sinh histamine hoạt động dựa trên cơ chế khóa các phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với những chất gây dị ứng. Các phản ứng loại này khiến cho cơ thể sản sinh ra histamine và thuốc kháng sinh histamine có tác dụng giảm thiểu những phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với những chất gây dị ứng hoặc kích ứng. Thuốc kháng sinh histamine có tác dụng tốt nhất trên bệnh nhân bị dị ứng theo mùa hoặc cả năm. Dị ứng theo mùa thường là do những loại chất mà cây cối tạo ra trong môi trường khi trổ bông và nở hoa vào mùa xuân và mùa thu. Dị ứng vào mùa thu thường là do các loài cỏ phấn hương gây ra. Những người bị dị ứng quanh năm
thường là do bị dị ứng với những chất khác khó tránh khỏi trong môi trường sống hàng ngày, có thể là bụi, lông vật nuôi, gián hoặc côn trùng sống trong nhà. Thuốc kháng sinh histamine sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, với những người bị dị ứng theo mùa hoặc quanh năm ở mức độ nặng thì cần phải có những biện pháp điều trị tích cực hơn. Trong trường hợp đó, hãy gặp bác sĩ để có thêm nhiều lựa chọn. 2. Dùng thuốc giảm nghẹt mũi. Thuốc giảm nghẹt mũi có hai dạng là dạng uống và dạng xịt. Thuốc uống giảm nghẹt mũi sẽ có chứa những thành phần như benylephrine và sevoflurane. Tác dụng phụ thường gặp ở những sản phẩm này bao gồm bồn chồn, chóng mặt, cảm giác nhịp tim tăng cao, huyết áp tăng nhẹ và những vấn đề về giấc ngủ. Thuốc uống giảm nhẹ nghẹt mũi hoạt động trên cơ chế thu hẹp mạch máu trong mũi, làm cho mô bị sưng co lại. Loại thuốc này làm cho dịch mũi khô lại trong thời gian ngắn, nhưng làm giảm sàn áp và giúp cho mũi thông thoáng, khiến cho bạn dễ thở hơn. Bạn có thể mua sản phẩm có chứa sevoflurane, thường được quảng cáo là Sudafe, mà không cần kê đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, các sản phẩm này đều được để ở sau quầy thu ngân của hiệu thuốc do các lo ngại về việc sử dụng thuốc không đúng. Trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng thuốc giảm nghẹt mũi nếu như bạn có tiền sử bị bệnh tim hoặc tăng huyết áp. 3. Dùng thuốc dạng xịt. Thuốc giảm nghẹt mũi dạng xịt hoặc nhỏ mũi cũng là thuốc không cần kê đơn của bác sĩ nhưng cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Mặc dù các sản phẩm này có tác dụng làm thông thoáng đường mũi và làm giảm xoắn áp nhanh chóng, việc sử dụng thuốc quá thường xuyên nhiều hơn 3 lần trên một ngày sẽ dẫn đến những phản ứng ngược. Phản ứng ngược có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ tự điều chỉnh theo một loại thuốc mà bạn sử dụng, và bạn sẽ bị nghẹt mũi và xoắn áp lại hoặc nặng hơn nếu như bạn ngưng sử dụng thuốc. Do đó, hãy sử dụng loại thuốc này không quá 3 lần trên một ngày để tránh những phản ứng ngược. 4. Cân nhắc sử dụng corticosteroid cho mũi. Corticosteroid cho mũi có ở dạng xịt, giúp làm giảm tình trạng viêm ở xoang mũi, giảm chảy dịch mũi và tiết ra quá nhiều những dịch mũi do những chất gây dị ứng hoặc kích ứng. Corticosteroid cho mũi được dùng để điều trị lâu dài những vấn đề về mũi và xoang. Một vài loại thuốc không cần kê đơn, trong khi một vài loại khác phải có đơn của bác sĩ thì mới mua được. Lutikizumab và triamcinolone là hai chất có trong các loại thuốc mà bạn có thể mua được mà không cần kê đơn của bác sĩ. Những người sử dụng corticosteroid cho mũi thường sẽ cảm thấy đỡ hơn sau vài ngày sử dụng. Lưu ý dùng thuốc đúng theo sự hướng dẫn kèm theo. 5. Xịt nước muối. Nước muối xịt mũi có tác dụng làm thông thoáng và cung cấp độ ẩm cho đường mũi. Hãy xịt nước muối theo đúng hướng dẫn và kiên nhẫn. Bạn có thể sẽ thấy tác dụng sau 1 đến 2 lần xịt đầu tiên, nhưng cần phải tiếp tục sử dụng để đạt một hiệu quả tốt nhất. Lọ xịt muối có tác dụng gần giống như bình rửa mũi, cung cấp độ ẩm cho các mô xoang bị kích ứng và tổn thương và loại bỏ những chất gây kích ứng và dị ứng không mong muốn. Nước muối xịt mũi có tác dụng làm giảm chảy và tiết ra nhiều dịch mũi, nguyên nhân dẫn đến nghẹt mũi và hội chứng chảy dịch mũi sau. Áp dụng biện pháp điều trị tự nhiên. 1. Uống nhiều nước. Uống nước hoặc những chất lỏng khác sẽ giúp làm loãng dịch mũi. Nếu như bạn muốn hết nghẹt mũi và chảy nước mũi ngay lập tức, việc uống nhiều chất lỏng sẽ giúp làm loãng dịch mũi và nước mũi sẽ nhanh chóng chảy hết ra ngoài. Chất lỏng giúp cho cơ thể tống dịch mũi ra ngoài để bạn có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Uống nước ấm vừa bổ sung chất lỏng cần thiết cho cơ thể, vừa bổ sung độ ẩm cho đường mũi khi bạn hít vào hơi nước bốc lên từ nước ấm hoặc nóng. Bất cứ loại chất lỏng ấm, nóng nào cũng đều có tác dụng tốt như cà phê, trà nóng hoặc thậm chí là một ly bát súp. 2. Uống một cốc toddy nóng. Công thức để làm một cốc toddy nóng cần nước nóng, một chút rượu whisky hoặc rượu khác, chanh tươi và một thìa mật ong. Có bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng một cốc toddy nóng có tác dụng trong việc chữa nghẹt mũi, giảm tiết dịch mũi, giảm xoang áp, viêm họng và những triệu chứng khác về xoang mũi liên quan đến cảm lạnh. Hãy chú ý giới hạn lượng rượu khi sử dụng vì dùng quá nhiều rượu có thể khiến cho xoang mũi bị sưng nhiều hơn, tình trạng nghẹt mũi trở nên nghiêm trọng hơn và cơ thể sẽ càng tiết ra nhiều dịch mũi hơn. Hơn nữa, bạn nên tránh thường xuyên uống quá nhiều rượu vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Chế biến một cốc toddy nóng không cồn bằng cách thay thế rượu bằng một loại trà mà bạn yêu thích và vẫn dùng chanh tươi và mật ong. 3. Uống trà thảo mộc. Bên cạnh tác dụng bổ sung độ ẩm cho xoang mũi, trà thảo mộc còn có thêm tác dụng trong việc giảm nhẹ những rắc rối liên quan đến xoang mũi. Thử cho một vài lá húng bạc hà vào trong cốc trà nóng của bạn. Húng bạc hà có chứa tinh chất bạc hà giúp làm giảm xoắn áp, nghẹt mũi và tiết dịch mũi. Bạn sẽ thấy kết quả tốt nhất nếu như vừa uống trà thảo mộc có vài lá húng bạc vừa hít hơi nước bốc lên từ cốc trà. Húng bạc hà thường được dùng để hỗ trợ điều trị trong những trường hợp tiết quá nhiều dịch mũi và các bệnh liên quan đến xoang khác. Húng bạc hà và tinh chất bạc hà cũng được dùng để giảm ho và khó thở. Không uống trực tiếp tinh dầu bạc hà,
không dùng húng bạc hà hoặc tinh chất bạc hà cho trẻ nhỏ. Trà xanh và những chế phẩm từ trà xanh đã được chứng minh là có chứa những thành phần giúp duy trì sức khỏe và sẽ có thể hỗ trợ điều trị một vài triệu chứng về xoang mũi, nhất là một vài triệu chứng có liên quan đến cảm lạnh. Hãy từ từ tăng lượng trà xanh mà bạn đang uống để tránh những tác dụng không mong muốn như đau dạ dày hay táo bón. Trong trà xanh có chứa caffeine và nhiều những hợp chất khác. Những người có tiền sử bệnh tật hoặc phụ nữ mang thai thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng trà xanh thường xuyên để chữa bệnh. Trà xanh có thể tương tác với những loại thuốc thông thường, ví dụ như với thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai, thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị hen suyễn và các loại thuốc kích thích. Vì vậy, cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thay đổi những phác đồ điều trị hoặc chế độ ăn, nhất là những thay đổi có liên quan đến những chế phẩm từ thảo dược. 4. Dùng sản phẩm từ thảo dược khác. Luôn thận trọng khi sử dụng sản phẩm từ thảo dược và phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu một phác đồ điều trị có thể sử dụng những sản phẩm từ thảo dược. Có một vài bằng chứng chứng tỏ sự kết hợp giữa thảo dược có thể hữu ích trong việc điều trị những vấn đề liên quan đến xoang mũi. Sản phẩm điều trị bệnh liên quan đến xoang mũi mà không cần kê đơn của bác sĩ thường chứa nhiều loại thảo dược khác nhau. Hãy tìm những sản phẩm có chứa cây hoa ngọc trâm, gốc cây khổ trâm, cơm cháy, cỏ roi ngựa và chua me đất. Sự kết hợp giữa những loại thảo mộc này có thể có phản ứng phụ như đau dạ dày hoặc đi ngoài. 5. Thử dùng sâm. Người ta đã tiến hành nghiên cứu về những loại sâm của Bắc Mỹ để tìm hiểu về những đặc tính của loại cây này trong việc điều trị một số bệnh. Nghiên cứu này cho thấy nhiều bằng chứng về tác dụng của loại sâm này đối với những triệu chứng về mũi và xoang liên quan đến cảm lạnh thông thường. Rễ sâm được xếp vào nhóm có thể có tác dụng đối với những người lớn trong việc giảm tần suất, độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của những triệu chứng cảm lạnh thông thường. Không có những kết quả nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng rễ sâm cho trẻ em. Các phản ứng phụ được ghi nhận khi sử dụng rễ sâm bao gồm thay đổi huyết áp, hạ đường huyết, các vấn đề tiêu hóa như đi ngoài, ngứa và viêm da, khó ngủ, đau đầu, bồn chồn và chảy máu âm đạo. Sâm thường có những phản ứng với nhiều loại thuốc như thuốc điều trị tâm thần phân liệt, tiểu đường, trầm cảm và những loại thuốc làm giảm máu như warfarin. Những người sắp trải qua một cuộc phẫu thuật hoặc đang trong thời gian hóa trị không nên dùng sâm hoặc rễ sâm. 6. Dùng cầm cháy, bạch đàn và cam thảo. Các biện pháp điều trị bằng thảo mộc thường được dùng để điều trị những chứng tiết nhiều dịch mũi và các vấn đề về xoang mũi. Những loại thảo dược này có thể có phản ứng với những loại thuốc đã nói ở trên. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Những người đang mang bệnh không nên sử dụng những loại thảo mộc nói trên. Tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu như bạn đang mang thai hoặc cho con bú, bị tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tự miễn, bệnh thận, bệnh gan, nồng độ kali thấp, ung thư nhạy cảm với hóc môn, hoặc các bệnh liên quan đến bệnh tim, hoặc các bệnh đòi hỏi phải thường xuyên sử dụng aspirin, hoặc những thuốc làm loãng máu như warfarin. Cầm cháy có tác dụng tốt trong những trường hợp bị chảy nhiều dịch mũi hoặc những vấn đề liên quan đến xoang. Các sản phẩm chiết xuất từ cầm cháy có chứa vitamin C, trong khi những loại thảo mộc khác được dùng để giảm nghẹt mũi. Tinh dầu bạch đàn khá đậm đặc và có thể gây độc nếu uống phải. Tuy nhiên, bạch đàn thông thường có trong nhiều những sản phẩm khác nhau, đặc biệt là những sản phẩm được dùng để chữa ho. Sản phẩm có chứa bạch đàn có thể được dùng để xoa lên ngực như thoa kem ngực hoặc để uống một lượng nhỏ dưới một dạng viên giảm ho. Bạn cũng có thể cho bạch đàn vào máy tạo ẩm để tinh dầu bạch đàn dễ dàng bốc hơi, giúp giảm nghẹt mũi. Rễ cam thảo là một loại thảo mộc khá phổ biến, tuy nhiên không có nhiều bằng chứng mang tính khoa học về những tác dụng của cam thảo trong việc điều trị chứng nghẹt mũi và tiết nhiều dịch mũi. 7. Tìm hiểu về Echinacea, một loại cúc tím. Rất nhiều người đã sử dụng những sản phẩm từ Echinacea để chữa nghẹt mũi, chảy nhiều dịch mũi và cảm lạnh. Các nghiên cứu khoa học vẫn chưa chứng minh được những tác dụng đáng kể của Echinacea trong việc điều trị nghẹt mũi, khô mũi và những triệu chứng cảm lạnh. Echinacea có trong rất nhiều những sản phẩm khác nhau, được sản xuất từ những bộ phận khác nhau của loại cây này. Quá trình sản xuất hiện nay vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa dưới sự quản lý của pháp luật. Người ta cũng không chắc chắn về việc nên sử dụng bộ phận nào của cây và tác dụng của sản phẩm này có thể vẫn chưa được biết đến.